Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Quỳnh Tấn Phát, sáng nay ngày 15 tháng 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đồng chí Quỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre. Tham dự và chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khai mạc hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Quỳnh Tấn Phát sinh ra và lớn lên trên quê hương Bến Tre, vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống yêu nước, đấu tranh chống áp bức xâm lược của chế độ thực dân đế quốc. Chứng kiến nỗi thống khổ lầm than của nhân dân, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí Quỳnh Tấn Phát đã sớm hình thành lòng yêu nước, dấn thân đi đến con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu của một trí thức lớn, có tinh thần yêu nước nồng nàn, một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam, luôn phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Tại hội thảo, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn những nội dung như đồng chí Quỳnh Tấn Phát từ người trí thức yêu nước, nhiệt thành, trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tấm gương tiêu biểu về đại đoàn kết và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng mẫu mực, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Đồng chí Quỳnh Tấn Phát, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bến Tre, một vùng đất giàu truyền thống, văn hóa lịch sử, tinh thần yêu nước bất khuất, chống ngoại xâm, gắn liền với những tên tuổi của nhiều danh nhân nổi tiếng trong lịch sử dân tộc như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản, v.v. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình, hình thành nên ý chí cứu nước, cứu dân, tinh thần cách mạng. Những truyền thống tốt đẹp của quê hương Bến Tre là khởi nguồn tinh thần quan trọng, hun đúc tinh thần kiên trung bất khuất của người chiến sĩ cách mạng Huỳnh Tấn Phát, là điểm tựa để đồng chí vững vàng vượt qua mọi gian khổ hy sinh, gắn bó trọn cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trải qua quá trình không ngừng học tập, rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn, trở thành một trí thức lớn, đặc biệt là từ khi đến với con đường cách mạng vô sản, rồi trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhà nước, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã góp phần làm rạng danh và tô thắm thêm truyền thống văn hóa, cách mạng vẻ vang, hào hùng của quê hương Bến Tre. Trên mọi bước đường công tác, đồng chí luôn dành cho quê hương những tình cảm sâu đậm, ân nghĩa, thủy chung và quan tâm đặc biệt đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân tỉnh nhà. Cũng tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ khẳng định, hội thảo khoa học lần này không chỉ là nơi hội tụ các kết quả nghiên cứu khoa học về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến quan trọng của đồng chí Quỳnh Tấn Phát, mà còn là buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần tuyên truyền, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, chủ chốt của Đảng và nhà nước, trong đó có đồng chí Quỳnh Tấn Phát. Kết quả của hội thảo giúp cho cán bộ đảng viên tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, rút ra những bài học quý giá về tấm gương tự nguyện dấn thân cống hiến, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích tập thể lên trên, lên trước lợi ích cá nhân, hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thiết thực vận dụng vào quá trình công tác và cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre, tôi chân thành cảm ơn các cơ quan trung ương, thân nhân gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã phối hợp chặt chẽ cùng với tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội thảo này. Đồng thời, chúng tôi chân thành cảm ơn và trân trọng lắng nghe các ý kiến đóng góp, đề xuất của các nhà khoa học, của các quý vị đại biểu về các ý tưởng, giải pháp để tỉnh ủy Bến Tre phối hợp cùng với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tiếp tục có những công trình, phần việc thiết thực hơn nữa, tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhà chính trị lỗi lạc, kiến trúc sư tài hoa, người cán bộ tiêu biểu của Đảng và nhà nước, người con ưu tú, xuất sắc của dân tộc và của quê hương Bến Tre, đồng thời anh hùng. Đây cũng là trách nhiệm của tất cả chúng ta trong việc tôn vinh, giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị cao đẹp của các thế hệ cha ông đã xây dựng nên, không chỉ đối với thế hệ ngày nay mà còn lâu dài,
cho các thế hệ mai sau. Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hội thảo đã thống nhất cao, khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí Quỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tiêu biểu là việc tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp lực lượng, tích cực tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945, tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, đặc biệt là tham gia thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trên các cương vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí đã tích cực hoạt động, góp phần quan trọng vào thành công của tiến trình thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, trên bất cứ cương vị nào, đồng chí Quỳnh Tấn Phát cũng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân. Suốt đời tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn phát huy phẩm chất kiên cường của người Cộng sản, mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gắn bó mật thiết với nhân dân. Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Quỳnh Tấn Phát luôn là niềm tự hào to lớn, là động lực tinh thần cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Bến Tre học tập noi theo. Hiện nay toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang chung sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sớm hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng ước nguyện thiêng liêng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc lãnh đạo tiền bối, trong đó có đồng chí Quỳnh Tấn Phát. Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Quỳnh Tấn Phát được tổ chức hôm nay là sự tri ân những công lao, những cống hiến của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre, đồng thời là hình thức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương, người trí thức cách mạng mẫu mực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn, nhà khoa học. Các tham luận đã nghiên cứu công phu, đề cập toàn diện, đi sâu phân tích, luận giải, góp phần làm sâu sắc thêm những đóng góp, thể hiện sự kính trọng và tri ân sâu sắc đối với đồng chí Quỳnh Tấn Phát. Hội thảo là hoạt động thiết thực tưởng nhớ tri ân những công lao, cống hiến của đồng chí Quỳnh Tấn Phát đối với Đảng, Cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre, đồng thời là hình thức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập, tấm gương người trí thức cách mạng mẫu mực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.